Em hiện tại thì đã là ở một cương vị mới, thật sự là rất là khác, thật sự là đã một bước tiến nhảy vọt so với em của 2-3 tháng trước đây. Vì vậy chắc chắn rằng bạn trai của em cũng phải có những cái sự thay đổi nhanh chóng hơn để có thể theo kịp em. Chợ toàn ngày thơ thầm miễu cô sinh viên đẹp như cánh hoa lan về đêm. Cô sinh viên kia hiền ngoan không bon chen, lại cò chạy tìm miệng thật lòng. Những ngày đâu hay trời kia gieo thương đau, trời hoàng nổi đưa một lời. Em ơi tại sao lừa dối nhau, sao em nỡ đành tâm phụ anh. Nàng thích quen thằng tây giao sáng bư con. Nàng thích quen thằng tây đẹp trai nhiều tiền, đồng đồ lại như là mà biến em thành con gà giá cao là em đi. Đất nước Việt Nam chỉ mình em là tham, muốn sống cùng em phải đắn đo ngàn vàng, bởi vì em như là ngàn đốt xong rồi sẽ tàn. 1, 2, 3, 4. Em hiện tại thì đã là ở một cương vị mới, thật sự là rất là khác, thật sự là đã một bước tiến nhảy vọt so với em của 2-3 tháng trước đây. Vì vậy chắc chắn rằng bạn trai của em cũng phải có những cái sự thay đổi nhanh chóng hơn để có thể theo kịp em. Sự toàn ngày thơ thầm miễu cô sinh viên đẹp như cánh hoa lan về đêm. Cô sinh viên kia hiền ngoan không bon chen, lại cò chạy tìm miệng gặp lòng. Những ngày đâu hay trời kia gieo thương đau, trời hoàng nổi đưa một lời. Em ơi tại sao lừa dối nhau, sao em nỡ đành tâm phụ anh. Nàng thích quen thằng tây giao sáng bư con. Nàng thích quen thằng tây đẹp trai nhiều tiền, đồng đồ lại như là mà biến em thành con gà giá cao là em đi. Đất nước Việt Nam chỉ mình em là tham, muốn sống cùng em phải đắn đo ngàn vàng, bởi vì em như là ngàn vàng. Tự tài ngày thơ thầm miễu cô sinh viên đẹp như cánh hoa lan về đêm. Cô sinh viên kia hiền ngoan không bon chen, lại cò chạy tìm miệng gặp lòng. Những ngày đâu hay trời kia gieo thương đau, trời hoàng nổi đưa một lời. Mời tại sao lừa dối nhau, sao em nỡ đành tâm phụ anh. Nàng thích quen thằng tây giao sáng bư con. Nàng thích quen thằng tây đẹp trai nhiều tiền, đồng đồ lại như là mà biến em thành con gà giá cao là em đi. Đất nước Việt Nam chỉ mình em là tham, muốn sống cùng em phải đắn đo ngàn vàng, bởi vì em như là nghe. Sự tàn ngày thơ thầm miễu cô sinh viên đẹp như cánh hoa lan về đêm. Cô sinh viên kia hiền ngoan không bon chen, lại cò chạy tìm miệng gặp lòng. Những ngày đâu hay trời kia gieo thương đau, trời hoàng nổi đưa một lời. Em ơi tại sao lừa dối nhau, sao em nỡ đành tâm phụ anh. Nàng thích quen thằng tây giao sáng bư con. Nàng thích quen thằng tây đẹp trai nhiều tiền, đồng đồ lại như là mà biến em thành con gà giá cao là em đi. Đất nước Việt Nam chỉ mình em là tham, muốn sống cùng em phải đắn đo ngàn vàng, bởi vì em như là ngàn đốt xong rồi sẽ tàn dứt đi.